chào quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc và miền Trung đón ngày lập thu trong tiết trời nắng mạnh, nóng gắt. Tại miền Bắc, nắng nóng tập trung ở khu vực Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ. Còn ở miền Trung thì nắng nóng trải dài từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng từ 35 cho tới 36 độ và có nơi trên 36 độ, như là tại Chi Nê của Hòa Bình 35,6 độ, Hưng Yên 36 độ, Con Cuông của Nghệ An 36,4 độ, Đông Hà, Quảng Trị 36,7 độ, Tuy Hòa, Phú Yên 37,4 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 50 đến 60%. Tối và đêm nay, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh vẫn có thể gây mưa cho các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Có những điểm có mưa to trên 50mm, nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và trượt lở đất cũng vẫn cao. Sang ngày mai, mưa lui dần, nắng nóng gia tăng tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Sang đến ngày 9 tháng 8, nền nhiệt sẽ còn tăng thêm lên tới 38 độ. Còn tại miền Trung, vùng nóng bao trùm 11 trên 14 tỉnh thành, kéo dài từ Thanh Hóa đến Phú Yên và có thể mở rộng xuống tới Khánh Hòa. Nắng nóng tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục từ nay cho đến đầu tuần tới. Ngày lập thu ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có được những cơn mưa dông về chiều và tối. Sang ngày mai, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ ở mức trung bình. Đề phòng một vài nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, trong đó có các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mưa tập trung nhiều về chiều và tối, còn trong ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn nắng ráo, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ vẫn là từ 33 đến 35 độ. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam mạnh cấp 4, cấp 5, trời chỉ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thông tin này cũng khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.